còn Ôi. lắm. Oh my god. Nhà điều khắc ánh trăng hay, chắc chắn tôi confirm nhá, chuyện này hay. Nếu mà các bạn thích đọc mấy cái chuyện kiểu nó dị hơn một tí thì có cái chuyện cái gì tôi là nhện, chuyện đấy cũng được. Anh đọc tôi là nhện mà. Tôi là nhện hay Anh đọc mà, mấy chuyện kiểu ngu xuẩn đấy mà. nhưng mà quan trọng Mãi chưa tiến hóa gì cả. nhân vật chính cute dã man, thế là cứ đọc thôi. Tôi là nhện này, xong rồi chuyện lên sao hỏa đánh nhau với gián đấy, anh đọc mấy cái chuyện thể loại đấy. Lên sao lấy nhau với gián. Ô, em ơi bọn gián đấy mạnh luôn nhá, chuyện đấy là còn ra cả bản live action rồi. Ui, tôi là nhện đọc cuốn dã man, thề nhân vật chính mà có mặt ngoài đời tôi yêu chắc luôn, thề tôi là nhện đọc cuốn mà nhân vật chính siêu cute luôn các bạn ạ. Từ từ xem bắt pick cái nhở, Thôi xem cái bán gì bích cái gì, tí không lại. Morphing, Sarada, Earth Spirit, Bango, Grip Chop, bên kia thì yêu máy bay. Yêu máy bay. Bên này thì là Morphing. Morphing biến thành máy bay. Được. Có thể cosplay. Bộ lên sao hỏa đánh nhau với gián hay đấy anh em ạ. Nhưng mà mình không nhớ tên. Anh em nào nhớ tên. Đúng rồi. Terraforma kìa. Bộ đấy hay. Có cả bản live action luôn. Ủa các bạn không biết nhá, cháu mình lại cháu cháu em có hôm, tức là hôm đấy em đang bật tivi ở nhà lên thì tự nhiên lại thấy ở trên FPT Play suggest là bạn có muốn xem anime Tôi là Nhện không? Kinh vậy, có cả anime rồi à? Có anime Thật mà. sự là nhiều chiều chuyện ra anime xem cuốn hơn. Thì hôm đấy em ngồi xem tập 1 xong rồi cháu em cũng ngồi xem, xong bảo ô con nhện này cute thế các thứ. Cháu tôi khôn dã man các bạn ạ, cháu tôi mới 4 tuổi. Bây giờ thì nếu mà là anime thì mình đang chờ chắc là Overlord. Overlord phần phần 4. Nhưng mà cái chuyện đấy thì nhân vật chính rồi gọi là cẩn thận các kiểu bá quá nên là không biết là phần 4 có gì thay đổi không. Overlord á, Overlord có phải là cái phim mà có cái thằng xong rồi nó Xương bay đấy. vào trong cái thế giới game của Game nó đúng ấy, không? thằng Xương Xương Xong rồi ấy. xây dựng lâu đài đúng không? Thế thì em xem hết season 2. Nó có lâu đài rồi. Em nhớ là em xem hết Anh được đang season chờ 2. season 4, Ủa season season 3 4 hết được rồi. à? À Chưa, season 3 thế à? mới hết 3. Rồi thế thì phải về xem nốt mới được. Nhiều. Nếu mà nói về anime với cả truyện tranh thì mình cũng đọc nhiều. Công nhận. Xem Overlord kiểu Nhưng mà em là bị một kiểu main ba quá. em sẽ có lúc thôi. Tức là kiểu thỉnh thoảng về nhà em cầm cái iPad em ngồi đọc truyện cả ngày không làm gì cả đấy, tức là thỉnh thoảng mình thích lên thì mình ngồi đọc, còn không thì tôi chả bao giờ tôi động đến. Mình là theo kiểu bảo là chờ từng tập từng một tập bồi, tôi lười lắm anh em ạ. Anime mà một bộ mười mấy tập là tôi phải chờ nó ra hết rồi tôi phang một phát, gọi là thông một hai ngày là hết luôn là xong, chứ bảo là một tuần xem một tập tôi bị bứt rứt lắm, tôi không khoái kiểu đấy. Rồi quay trở lại với cả trận đấu này đi, các thành viên đến từ bên phía của bật 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 tiếng tiếng in-game game bây giờ. cái. Đây rồi. This place leads me to nowhere. Io của Flash. Flash là sắp mấy nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm anh Trang, Flash này là sắp 5 thì phải. Flash trận trước là cầm Trap 5, em nhớ không nhầm. Sắp 5. Trap 5. Thôi cắt game nhanh em nhá, chứ ngồi kể chuyện anime nhiều quá. Các bạn lại kêu là không cắt game gì cả. Ơ nhưng mà Kimetsu no Yaiba này. Nhưng mà cái này thì chuyện không hay lắm. Quả Quả phải xem phim. Anh thấy là sắp sửa ra giày gọi là À Jordan bao giờ anh đặt cái Kimetsu giày no đấy cho Yaiba đặt cùng đi. đã ra đâu, anh thấy chúng nó giá hàng nhiều đẹp dã man. Đặt ở trên Taobao mới đầy mà. Nhưng fake à? Nhưng mà nó có phải là hàng hàng Jordan xịn đông, collab xịn đông hay chỉ Ui là rồi ôi, Taobao mà. thế thì không phải thôi. Anh chỉ cần tìm cái shop nào mà nó có tích xanh là được thì nó vẫn là hàng xịn. Có gì đâu. Ý anh là Jordan chưa ra bản collab đấy, chắc là À chúng nó vẽ hay là như nào đấy hay bọn Trung Quốc tự làm thôi. hoặc có thể là một một số thằng làm nghiệp dư nó cũng làm được mà. Đã ra đâu, đúng rồi, chưa ra. Nhưng mà nhìn cuốn lắm, anh cũng phải làm một đôi, nhưng mà vợ cho hay không thì không biết. Có 8 triệu mà cũng phải xin vợ. Sao xịn em ơi, mình gọi là có lời trước là anh mua đôi giày này nhá chứ không. À tức là đấy là tôn trọng chứ không phải là xin hay không. Không, thật ra là bây giờ anh không có 8 triệu đồng đâu, lấy đâu ra. Đéo hiểu kiểu gì. Xích hết rồi. Thế anh lấy vợ anh cũng không có khoản tiết kiệm nào à? Thế phải 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 Tiết có. kiệm nhà anh là theo cái chế độ là tích huyện là cho đi vay hết. Tiền của anh cả tiền vợ anh là bây giờ cho đi vay hết rồi, My god. cho vay gửi mấy nơi Cho mỗi vay đằng tháng lãi ạ. lấy lại không nặng nhẹ, mỗi tháng lấy lãi một tí gọi là thêm thu nhập. Lương cutter thấp quá nên là cũng cho vay vài chỗ toàn người quen, cho bà chị vay 200 triệu, đấy là toàn bộ tiền của vợ chồng rồi đấy, Giàu thế. là khoản to nhất là cho bà chị vay, mỗi tháng bà chị trả tao 8 triệu tiền lãi. Cái gì?
200 triệu, 8 triệu xem nào, phần trăm. Bà chị kiểu nhận là vừa vừa trả lãi vừa gọi là cho thêm ấy, nên cũng nhiều nhiều tí. 10 cho, triệu. Cho vay một chỗ 5% này. Tức là 8 triệu là 400, 400 một tháng, một năm là 32%. Ôi giời. Các bạn ơi. 4% nhân 12 là 1 năm 48%, chắc chắn là cho vay được. Làm gì có chuyện cho vay gì? Anh có biết không? Nhà nước đang gọi là bắt những cái người cho vay trên 20% một năm mà anh lại cho vay đến 48% một năm. Đâu. Coi lại trận đấu này thì cái lane này là Slada. Slada đang đi xếp lane. Morphing là người đi mid. Thế mà kêu là cho vay nhẹ lãi ạ, cày thật. Và Green một chốc sẽ là người đi off. Ok. Trên 20% một năm các bạn ạ, là đã bị bắt rồi. Thế mà người nhà người ta gọi là cho mượn. À tức là không có hợp đồng đúng không? Thì hợp đồng cái gì? Thế thì anh lại biết là không hợp đồng thì lại càng không bị bắt. Đây anh cứ cho vay đi. Ừ. Được anh ơi. Dạ, cái gì? Nhưng mà quan trọng là không có hợp đồng các bạn ạ. Bây giờ bằng chứng đâu thì lại không có. Tức là kể cả bây giờ khi mà công an vào cuộc ấy, thì họ cũng phải có bằng chứng là à thằng này vay thằng kia với tín dụng bao nhiêu phần trăm một năm đấy. Chứ bây giờ mấy hôm nay chỉ có thỏa thuận bồ với nhau đi. Đấy tao ra gồm bom bắt kiểu gì. Rồi quay trở lại trận đấu này đi. Nào Excalibur đang có một bottle đâu Queen. Đang mang ra rồi. Sẽ làm cả bottle và sẽ di chuyển xuống bot để ăn cho mình cái rune water thôi. Không làm. Trời có gì đâu, chị em trong nhà 45% cũng được mà. Cắt clip. Tôi bảo tôi nói điều đấy thì làm gì tôi. Tôi cũng đang mõm ấy. Anh ơi, nếu mà trong trường hợp là các bạn ghi âm ấy, em có một bài văn mẫu cho anh luôn. Đây này. Nếu trong trường hợp cái gì gì đấy không? Đúng rồi. Trong trường hợp nhóm này bị điều tra bởi các cơ quan trực thuộc Bộ Công an hoặc các tổ chức chính trị tương tự phục vụ cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi khẳng định mình không liên quan tới nhóm này hoặc những cá nhân khác trong nhóm này. Tôi không rõ tại sao mình lại có mặt ở đây và có lẽ tài khoản của tôi được thêm bởi bên thứ ba. Tôi cũng xin khẳng định rằng mình không hề giúp sức cho hành động chống phá đảng. Nhìn... bắt đầu ngay. Như nào? Không làm gì tôi. À, cậu thì ghi âm á? Tôi không biết gì hết. Đấy, cậu bắt tôi đi. Sớt vào lát rồi. Khi mà Sada cùng với cả Grim chốc kết hợp tốt, không cần gầu đá. Gầu đá xuống đây chưa cần sâu mặt ra thì bên phía của team bát đã có mạng. Mà cái kèo dưới bot này ra hơi khổ nha. Gầu đá lăn nào. Trượt rồi nhưng con đá slow. Anh ta chưa làm được khi mà Sentao là người nhanh hơn. Có đá slow, có nhấc lên của Rubik để back up và được rồi. Sentao đã lùi về thành công. Lăn là trượt chứ quả đấy lăn súng đá slow. Inwell đổ ra là đủ rồi. Nhưng mà fire up xử lý quả hơi non. Đêm rồi phải kể chuyện tí các bạn ạ, không buồn ngủ lắm. Bây giờ các bạn có buồn ngủ, tôi cũng buồn ngủ đi, tôi phải làm cái gì đó để cho tôi đỡ buồn ngủ chứ. Các bạn phải thông cảm. Nào team bát họ đang dẫn trước với một kill. Pango quyết định là bóc bột thôi. Rõ ràng là một con Pango đi off thì bóc bột. Pháp trận đấu này đã quay trở lại hero khá là truyền thống, đó là một con Earth Spirit. Game này thì anh đánh ra sao về lap của cả hai team? Anh thì đang thích con Morphing đi mid đấy. Cảm giác Morphing đi cả Void Spirit sẽ là cực kỳ thoải mái. Và trận đấu này Morphing với lấy game cốt play thành máy bay thì cũng là gánh được kèo. Tức là anh đang nhận định rằng là team Surgimer sẽ là team chiến thắng. Team Surgimer trận này bắn pick tốt. Thắng được. Thắng được. Mình cũng nghĩ như vậy các bạn ạ. Trận này thắng được. Một Canet dành cho Novum Bounty Hunter. Nào đang có đổi Inwell ra. Cú tăn của Sentao nó đủ rồi. Giúp cho anh ta có thể lùi về. Không có cho mình giày. Nhưng mà Sentao anh ta vẫn kịp thoát ra khỏi cái Inwell. Không bị giữ chân lại là sống rồi. Ăn vào chính xác thì là thôi rồi. Đá slow 2. Phải đánh vẫn chuẩn các bạn ạ. Tên này thì gấu đá anh ta đã lăn chính xác. Một mạng nữa dành cho mấy anh chàng streamer. Dưới bot này thì tuy là đi một mình nhưng mà làm cách nào mà một con Pango xanh xích à? Level 5, lăn hit 23, đứng gì bả đồ luôn. Sao lại còn hơn cả level, sao cả máy bay? Chịu đấy. Đi một mình này thì là giỏi quá. Ta kỳ định chói chuẩn đấy nhưng không được rồi. Điều này bọn mình nghĩ là team bát thắng được các bạn ạ. Nếu các bạn có tham gia vào mấy quả quay số trúng thưởng thì đấy, lựa chọn team bát đi. Trông ổn đấy. Với late game thì em nghĩ là Morphing chả ngại gì máy bay cả. Thậm chí biến thành máy bay còn khỏe hơn. Biến thành máy bay, phang lại luôn. Đúng. Biến thành máy bay lấy cái chiêu 3, sau đó biến thành Morphing phải bắn cho đau. Úi xồi. Lúc đấy thì nó lại là siêu khỏe. Nào, Hustler. Một con Rubik. Chắc là anh ta sẽ cố gắng đóng cho mình một cái giấy mana, sau đó ghép thành Etherland thôi. Game này thì mà để cho Rubik cướp à? Lolling Thunder này. Những cú lăn bóng thì cũng tạm tạm.
Chính ra là tôi thì trận này chắc là tôi cướp mỗi Glory Thunder đấy các bạn. Chả có skill gì để cướp cả. Nào, Void Spirit đang combo vào và vị trí của Razik quá khó rồi. 3v1 không chột cũng què. Cuối cùng thì đã lấy được mạng của cái con Pango này. Được rồi. Lăn không chính xác. Khi mà chỉ là đoán cái hướng di chuyển của Hotla thôi. Với một con mắt được cắm ở trên đồi cao. Cướp đổi máu á? Được. Nhưng mà có một cái tip nhỏ là khi mà các bạn cướp đổi máu thì đừng đổi hết. Đổi vừa vừa đâu. Đổi hết là các bạn là không giáp ấy nhá. Không có giáp nào trong người đâu. Âm một giáp bây giờ. Đâu, không giáp anh. Không giáp à? Không giáp. Okay. Đổi hết xong rồi lên Lotus. Có tí giáp vào cho khỏe. Thế thì được nhỉ? Nó lại là khỏe luôn. Máu nhiều, giáp khoảng tầm 10 mấy là ok rồi. Nào đang bắn khá thốn đến bên phía Okan. Kìa ông Io này. Có TV ra. Ôi, và hai người đều dính xiên rồi. Razik hơi đen. Không hề có một cú đi tàn nào cả. Nhưng mà lăn bóng là qua chính xác đến bên phía Fire Up. Và quả bóng này nó sẽ đập vào người của Can thôi. Nô cái anh que vẫn lăn đập thêm phát nữa. Đây phải rồi. Hai phát nữa. Sẽ ôi, là một mạng dành cho các thành viên của team. Bát. Xiết. Ok. 3-1. Bỏ qua Io để lấy mạng máy bay. Tuy là lăn hơi công kênh đến từ Pango. Nhưng mà vẫn có được mạng của carry đối phương là tốt rồi. Cướp check à? Cũng được. Check cũng tạm tạm. Nhưng mà cá nhân tôi thì... Cướp thế... Grim chốc ấy. Chưa là chẳng hay. Ừ. Inwell. Vậy mực. Đều hay hết. Nào, những ma Silent cũng hay. Có. Trận đấu này thì anh đang chơi một con Hyper Carry. Đó là Serada. Chỉ mồi thôi. Chỉ chủ mồi. Yếu là để cho Excalibur. Một con Morphing Carry chính. Serada thì sẽ là được farm sớm để có đồ. Sau đó là sẽ là mở con bát các thứ thôi. Morphing mới là người đam. Nào, Morphing đang TP đến. Và điều này thì các viên đến từ bên phía của team Nova Theater không lường trước được rồi. Excalibur, anh ta vẫn còn cho mình một clone envy và đối phương không hề biết điều này. Giờ mới xuất hiện ra một waveform hay chẳng đây. Đang cắn kè và sẽ làm cú waveform xuyên qua. Dính một cú double X chả sao cả. Mạng số 4 dành cho 3 team. Họ đang làm tốt ở laning phase. Đi gành có mạng, di chuyển khá ok. Voice Grid của Taki thì nếu là em game này thì em sẽ cố gắng lên gậy xanh thật là nhanh. Bỏ qua cái gậy lốc. Đối phương cũng không có quá nhiều skill mà cần những cái gậy lốc để giải. Chính xác, một cái gậy xanh rất tốt để có thể bắt được Morphing cũng như là Pango. Nhưng mà cái gậy lốc thì nếu mà có đồng đội hỗ trợ cũng được mà. Nó sẽ bắt được con Pango. Lốc lên, kéo ra đường lại. Serada carry Midas thôi các bạn. Nhưng mà sau Midas thì Power Cheat và BKB luôn. Không Blink à? Blink cũng ok nhưng mà phải cố gắng lên nhanh. Nói chung mà cứ phải là có Blink BKB. Đúng rồi. Blink BKB. Nếu mà lên xong rồi đang solo bone thì có thể cân nhắc lên cạnh xanh để cái bãi nhỏ nhỏ này bây giờ 52. Thành ra là stack đôi rất là dễ. 52 với cả 55. Các bạn quay sang bãi kia là khoảng tầm 55-56. Vẫn kịp rồi. Vẫn kịp. Centau quyết định lên cho mình một cái Vitality Boost. Ok, ghé thành Vanguard. Nhưng mà trong đó thì Rubik gặp khó rồi. 5-1 dành cho các thành viên của Bat Team. Vâng, đây là một con Serada. Nó đã ít nhất phải có cho mình 3 điểm đấm bát rồi. Cú bát rất đau. Mấy anh chàng Streamer đang làm tốt này. Morphing ổn. Serada cũng ổn. Hai có chính của bọn họ thì đang đảm bảo về cái mặt network. Đã có bao cheat dành cho Excalibur rồi. Thêm cả một món đồ rừng để có thể gia tăng được chỉ số lên. Game này thì chỉ có mỗi một cái là về late. Ba team sẽ hơi yếu. Serada nếu mà anh ta không solo bone tốt thì sẽ là yếu đi rất là nhiều. Cũng chói trượt đến từ Excalibur. Nào, khá dẻo đến từ góc này. Ném bát chưa? Tan. Ui, tích hợp trừ giáp kìa. Ui, nhưng không đấm được. Quả đấy mà đấm được chắc cái xe tàu bốc hơi luôn. Cú lăn lên là đủ ấy chăng đây. Xe tàu vẫn còn một chút máu. Nhưng anh ta vẫn phải đập trúng cho này. Ơ hốt la. Mình Glory Thunder mới đang dí theo với chiếc Kora Zik. Dèo. Nhìn cái cú Rubik đánh cay thật sự các bạn ạ. Chạy vòng quanh Sokola mà không được rồi. Bắt buộc đứng lại và giật một cú. Ok. Không sao cả. Cái việc mà hốt la lăn cũng khiến cho cái con Pango nó không đi thẳng về được. Nhưng mà anh có cảm giác thấy là cái khối Rubik đấy nó to hơn bình thường.
Nó to hơn so với cả cái Jolly Thunder ấy. Anh chỉ thấy nó lăn bị điêu thôi, nhìn khối vuông. Khối lập phương, lăn như đúng rồi. Sáu ba và tìm. Nếu mà có bóc phình này là co thì anh ta nên farm nhiều, không nên di chuyển quá nhiều các bạn ạ. Đi gank không phải là ý kiến hay. Bóc phình này đi mid nhưng mà sẽ trá hình carry đâu. Đúng rồi, Excalibur tập trung farm lấy đồ late game khi mà anh ta biến thành máy bay rất là khỏe. Nhưng mà nên nhớ rằng đây là con máy bay cộng thêm EO nha. Nào, Rubik tiếp tục lăn cái khối Rubik của mình. Mà lại có thêm một mạng nữa. Khá hay. Ở trong những cái pha xử lý tiếp theo thì anh chàng Tango nên cẩn thận. Khi mà lăn thì có thể cast cho mình cái skill 2 đi để đỡ bị Rubik cướp. Trận này cân thôi. Tôi nghĩ đây lại là một trận đấu tầm phải 40-50 phút rồi. Oh my god. Không nhanh một chút nào đâu. Vanguard giày phây và đang hướng đến Blink đến từ xe tàu. Combo chính xác. Nhưng mà Tà Kỳ quyết định sổi luôn. Thế đối phương hơi đông. 3v1. Anh Hiếu có biết quán sushi nào Hà Nội ăn ngon không anh? Không, anh không ăn bộ môn đấy. Anh không thích sushi à? Ừ. Mấy cái sống sống thế anh không phải. Dạo này tôi tự nhiên lại thèm sushi các bạn ạ. Em thì ăn được, với cả nhà em thì hay ăn. Nhưng mà dạo này thì ở Hà Nội lâu quá vãi không được ăn các bạn ạ. Đang định đi tìm quán nào đó để ăn. Bố set rồi này, mua luôn thôi, máy bay. Ở đây thì sao, cố gắng step it. Và nhưng mà sẽ đi đuổi theo được. Thôi. Mango lăn bóng ra và sẽ đập lại đây. Rubik là người đầu tiên. Đập thêm phát nữa, không tỉnh được đâu bạn ơi. Thêm phát nữa, vẫn thêm phát nữa, vâng anh chàng yêu. Nhưng mà Dịch đã hoàn thành nhiệm vụ mình rồi, sủi rồi. Thấy đối phương đông quá. Mới chỉ là một con xe tàu. Nhưng mà quay đi quay lại đã là 5 người rồi. Khi mà 2 TP đến từ Rubik. Với cả Void Spirit cũng như là EO chở theo máy bay ra. Nhân xuống gì anh ấy? Bát. Đâu xe nào, tôi thử search ở trên. Team Bát bất đi cho mình gấu đá thôi. Chắc là lên nào là thấy đúng không? Lên từ nào xem nào. Nhân sushi à? Tôi khoái khoái mấy cái món ăn Việt Nam anh ạ. Nhưng thật mà ra là tôi là mõm nhôm, tôi ăn gì cũng được. Tốt cho sức khỏe mà. Anh không thích. Có thấy đâu, cay dã man. Các bạn sắc ghét kiểu gì đây? Có thể là không ở trên nào. Ờ đúng không? Google chắc là cửa hàng. Mà sushi ai lại mang. Ôi, về. Em vừa nhân sushi ra một đống luôn đấy ạ. Ui, anh nghĩ là sushi người ta không bán mang về. Mà ăn tại chỗ chứ. Ăn tại chỗ. Ui, nào niềng cái gì? Ba cơ sở. Nhưng mà có delivery mà. Chắc là họ không đăng ký thôi. À đây, trời ơi. Nào bị lỗi các bạn ạ. Tôi thấy chết phút đi mà. Giờ nào. Ẩm thực Nhật Bản. Số 101 Triệu Việt Vương. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Triệu Vương à? Khu phố đấy đắt đỏ đấy. Triệu Vương là nếu mà là ở Triệu Vương thì nó sẽ là giá cao đấy. 5-6. Thật sự đây là một trận đấu quá cân. Ui, trông sushi đỉnh dã man anh ạ. Được. Gọi xuất 2 người 10 miếng cá 5 lốp. Thế là đúng rồi, có gì nữa. Cá tươi thì phải chịu thôi các bạn. Đội thổ. Và sẽ lùi về bằng cái Ramlin thôi. Giữ được lại anh chàng gấu đá. Dồn đam vào chưa đủ. Ok, sẽ bỏ qua cho con gấu đá này. Cướp được cái gì đây? Cướp được cái vẩy mực. Được. Rubik vẩy mực rất là nhanh. Với tôi thì Rubik cướp skin nào của cái con Dream Chop đều hiệu quả cả. Vẩy mực Wingwell kiểu bắt lan ba bãi liền. Vâng, đang farm rất tốt đến từ cái con máy bay này. Một con mắt cắm cao ở trên đồi và giúp cho máy bay farm cực kỳ nhanh cái bãi quái rừng. Lần trước có một lần công ty mình ăn ở iSushi thì mình thấy cũng tầm tạ. Chắc là phải thử quán khác. Hôm đấy ăn iSushi xong cũng không ấn tượng lắm. Tại vì hôm đấy là GM Party các bạn ạ. Toàn uống rượu thôi, có ăn được mấy đâu. Sau đây anh em đang hơi bị đau họng anh. Hơi hơi thôi.
kiểu hơi bị vướng vướng ở cổ họng một tí. Em hôm nay cũng rát họng, em phải đi mua viên ngậm bảo thanh ấy, mà ngậm mỗi viên hết luôn. Cái đấy đỉnh thật. Các bạn mua cái đấy thì nhớ mua cái không đường nhá. Hơi đắt một tí, 12.000 một vỉ. Nhưng mà bù lại thì sẽ tốt cho sức khỏe. Máy bay đang farm rất là nhanh rồi, sắp sửa có BKB rồi. Dưới bot thì các thành viên bên phía team bot đang tụ tập rất đông, 4 người để có thể boost. Và sau khi lấy trụ thì họ sẽ di chuyển ra mid thôi, để lại một mình Excalibur, một con Morphing là có thể solo được cái trụ này rồi. Cướp thiêu hầu, cướp một cái check ạ, cướp một cái check là mệt nha. Nào, cướp được check đến từ Rubik. 5-6, cú lăn lên trượt. Phải áp định làm gì đây? Tiếp tục check vào người của Spirit và thôi xong rồi. Một cú nhấc là đủ, 6 đều dành cho các viên của Double Team Hunter. Cái con máy bay này với việc là có IO hỗ trợ thì đang farm nhanh hơn Morphing. Và có trách là họ sẽ di chuyển Andosan thôi. Lama sushi anh em, ok, cảm ơn anh em nhiều. Tôi sẽ nốt vào những cái địa chỉ mà anh em sắc ghép. Mình thì mình hay đi đọc thêm cả review nữa các bạn ạ, cho chắc. Đang di chuyển ra nhưng là muộn rồi. Có trách ở đây vẫn đang cố gắng swap bắc cổ, khóa tay được máy bay và vẫn đang vào kịp nha. Ôi máy bay liên tiếp là cú chê stun đến với phía của Pango và con Osan này set up trong tay quay đây. Máy bay có thể đập xuống, ui đó là hai cú đập liên tiếp và máy bay cộng yêu lên bảng rồi. Tiếp theo sẽ dính Taki và con Osan đó còn sống kìa. Có vẻ như các vị của bát team không quan tâm lắm, họ muốn mạng của Taki. Và giờ đến 9-6, nào team bát đang comeback rồi và con Osan sẽ nằm trong tay của họ hay chăng đây. Con Osan nằm trong tay của Excalibur. Quá một tuyệt mình vời. Hất là đang chạy được thôi. Anh ta cướp được cái Q của Serda và đã lùi về thành công. Tôi tưởng là không kịp mà không, bên phía của team Bat họ vẫn vào và cướp được cho mình con Dosan, thậm chí có 4 mạng. Io như là relocate tại chỗ thì phải. Không thấy Io máy bay lùi ra được khỏi combat. Đó là thảm họa rồi. Ăn Dosan nhưng thiếu đam, gần như là cống nguyên cho bên phía team Bat team cái con Dosan này. Nào chúng ta đây, cái pha lucky shot là đẹp luôn, khiến cho máy bay không dồn được đủ cái lượng đam. Ở đây lại có combat, Void Spirit tiếp tục lên bảng điểm số rồi. Centaur TV ra thì cũng sẽ là phải đi bộ về thôi. Mất đi Void Spirit không thể nào mà đánh tiếp được. Nào, giờ đến các thành viên của team NBH khó rồi. Đối phương cầm khiên Aegis. Morphing đang rất là khỏe. Radiant's middle tower is under attack. Càng về late thì cái cách biệt giữa một con Void Spirit và Morphing càng là càng có. Morphing thì có đam, sau khi Void Spirit sẽ càng ngày càng yếu dần. Ủa, quả đập chất lượng dã man này kìa bạn. Fortify hoàn hảo dành cho các thành viên của bát team. Sonada thì anh ta bỏ qua cái blink lên thẳng BKB, đánh nhau sớm hợp lý. Thật sự thì Midas sau đó là blink thì hơi chậm timing của một cái BKB, lên BKB trước còn bát chiến thắng thì sẽ là lên lại cái bởi lính sau cũng là ổn. Ăn được cho mình con Roshan. Và bây giờ sẽ là boost thôi. Mở Fortify để câu kéo thời gian. Và đang TP lên top để có thể đánh lại. Nhưng mà Grimchop TP này là chết rồi. Quyết định cancel TP là hợp lý. Đến từ anh chàng Grimchop. Quả đấy mà di chuyển ra là thôi. Centaur sờ tăn là chết luôn. Có sờ tăn và sẽ dồn đam vào bắt thôi. Bắt được Razik này, có một mạng và Taki vẫn đang cố gắng. Nhưng Excalibur thì có khi đây Git không phải là mục tiêu hay. Và áp định làm gì đây? Vẫn đang đấp ở trong lùm cây thôi. Lăn ra thì phải dịch, không đi thôi. Trong đó thì Gok cùng với một người đồng đội đang đẩy lên. Nào khu vực này có mắt nha, và vị trí của Gok là khá xấu. Mặc dù anh ta có BKB, check một người tràn lên nhưng mà Gok không hề có blink. Không được, không có blink thì đúng là chạy nhanh đấy, cũng không thể dí theo đối phương được. Khi mà đây là một con xe tàu đã blink đi khoảng cách rất là xa rồi. Cướp được Ingwell,
nó sẽ hỗ trợ cho Sentau ở những cái pha mà anh ta Blink vào. Đây, búp Ingwell cho Sentau, sau đó Sentau Blink vào sờ tan, nổ Ingwell là có mạng. Bây giờ Voice Spirit thì lên gì? Em thì em đang thích một cái song kiếm phép Voice Spirit á. Tại vì anh ta có gậy xanh rồi. Song kiếm phép BKB cũng được. Song kiếm phép trước đi. Nếu mà cẩn thận thì lên BKB luôn. Nhưng mà song kiếm BKB phép thì sẽ cẩn có quá, thêm đam. Song kiếm thì phép đấy, được. Thì em ý em là song kiếm phép thì sẽ có thêm đam. Có máu, có kháng hiệu ứng là cũng khỏe hơn rồi. Không chết ngay được. Đúng, sau đó còn có thêm đam phép nữa. Song kiếm phép được mà các bạn. Lốc thì muộn rồi các bạn. Lâu quá rồi. Bây nào, 21 phút rồi, bắt được Sarada này, có không tỉnh được. 45 giây lên bảng. Vâng, đầu trên sờ tăng rất tốt trong trận đấu này nha. Tràn lên bằng Stampede, họ có thêm một bảng nữa, đó là bảng của Pablo. Lần là trượt, nhưng mà Gok đã bài bách ra, để xem nào. Đà dịch có đập vào người đối phương hay không đây. Đó là Kuriel kết và yêu đã cứu được người đồng đội của mình. Lên là cứu chúa rồi. Chàng Taki. Một giây nữa có cho mình, đó là Astral Step mà không kịp. Quá đáng tiếc. Giết thêm Eeyore nữa. Giết nốt cái con Eeyore khi nó quay lại là hợp lý. Buyback ra của Gok là không tệ. Khi mà đã giết được lại hai thành viên bên phía của team Nobody Hunter. Trong đó có một mid, một sắt là được rồi. Trong khi đó anh chàng máy bay đang cố gắng hoàn thành cho mình một cái gậy xanh. Sau khi đã có item đánh nhau là một cái búa xét, một cái BKB thì đang đảo ngược lại một cái gậy xanh. Gậy xanh về late game với máy bay rất là mạnh. Khi mà máy bay có những cái món đồ như kiểu búa xét, như kiểu là Satanic, búa bát, các thứ rồi, thì cái gậy xanh nó sẽ là cực kỳ hiệu quả. Mấy ông này đánh nhau lâu lắm anh em ạ. À, không xong ngay được đâu. Game cứ phải tầm 40 phút. Đúng. Sau game 1, game 2 là tôi nghiệm ra rồi. Mấy thanh niên 3 team này đánh mất thời gian thật sự. Mặc dù lab là khỏe hơn đấy. Sợ tí nữa đi về còn mưa cơ. Ôi, đêm đi về vừa rét vừa mưa thì chịu. Mọc Vinh chuẩn bị đổ cho mình Ice Cardi rồi. Hơi chậm nhỉ. Nếu như không nhầm thì lúc ấy anh ta có một khoảng gần 2k. Bây giờ mới có 2 mảnh. Hơi chậm thật các bạn ạ. Nào, lần chính xác combo vào. Đáng kỳ tiếp tục không tỉnh được. 14-9. Mặc dù Sentau đã sử dụng mình Stampede nhưng đó là không đủ. Máy bay được gì? Vậy xanh ư? Vậy xanh bố xét, sau đó sẽ là BKB. Xem nào. Vẫn cần quá. Chưa biết thế nào. Nhìn thấy Sarada rồi. Lấy một quả tên lửa vào. Gok anh ta phá được và sẽ truyền đi thôi. Ok. Khá bình tĩnh. Về phần của Excalibur thì đã hoàn thành xong cho mình ai. Nhưng mà hiện tại thì con móc pin này không có khả năng sốc đam. Nhưng mà bây giờ lên EB thì nó bị chậm thăm binh quá. Đang cầm một cái BKB để đánh nhau đã. Có một phình này đánh ăn tay thôi. Anh ta sẽ đứng biến thành máy bay. Sau đó bắn luôn, bắn ăn tay chứ không chơi đam phép. Thế thì có một vấn đề là anh ta sẽ dễ bị cai. Nếu mà không nào biến thành máy bay là chết á. Đồng đội có disable mà. Và người cũng có ai nữa thì có thể giữ chân lại đối phương một tí. Chứ mà máy bay thì cũng hơi khó bị cai. Khi mà biến, chính xác là Morphing chứ. Morphing biến thành máy bay rồi thì anh ta bắn được một tiêu trước mặt thôi đã lan ra đằng sau. Nhưng mà phải có nhiều đam thì nó mới lan. Đúng rồi. Đang sờ mốc. Có vision. Nhìn thấy máy bay IO và họ đang tràn lên. Nhưng đến cái khu vực này thì máy bay IO lại vào khu vực an toàn rồi. Can bị ăn một cú bát nhưng anh ta kịp bật chiếc BKB lên và các thành viên đến từ bên phía team bát hớ rồi. Gok có thể phải nằm xuống. BKB không còn. Ăn một Astral Step và đó là hai mạng nằm đến từ bên phía team bát. Họ phải về thôi nhưng mà ui
Pango cũng chết. 12-14 và một lần nữa chúng ta lại thế lập. Hớt là đánh hai. Khi mà máy bay vang lên trên Stun thì anh ta nhấc được Sera lên luôn, khiến cho Sera không thể dậm Stun vào và vô tình giúp cho con máy bay bật được BKB. Bây giờ thì sẽ là Nosan thôi. Thật là vị trí đứng tốt thật. Kết quả đấy thì cái việc mà êm thẳng vào máy bay thì anh cũng không chắc là bên phía team bát có đủ đam hay không. Đúng. Khi mà IO vẫn còn đấy, vẫn còn Mekan, vẫn còn cái Overlord à? Overchark để có thể hồi lại máu. Overlord là anime à anh? Nhầm. Cày dã man, Overlord. hơi nhầm tí anh ạ. Còn sơ tốc là Overlord kìa. Overlord. Nhầm tí. Overlord, cái đấy đọc là load. Overlord. Excalibur vừa Manta nhá. Bạn ơi, Manta thế này không có gì giải sai lần rồi. Bye bye. Đen. Manta đúng tham mình quá. Thế trận lại nằm trong tay của NoBH. Sao nhỉ? Có vẻ như là Searchiver thì mãi chỉ là Searchiver mà thôi. Hết thời người ta mới làm Searchiver. Một team chuẩn chỉ vẫn ok hơn. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Tiếp 2:15 sáng. Tầm này chắc anh em đỡ lắm rồi. Tối nay nha anh em nhé. Tối nay thì các bạn sẽ được xem một trận nó hấp dẫn hơn. Đó là game đấu của Liquid và Brem. Ít ra là còn được xem Sumail. Nhưng mà anh dự đoán tối nay Sumail đi bot nào? Anh nghĩ là đánh carry. Đánh carry á? Thế là ai đi off? Mickey đi off á? What the hell? Anh ơi, team đấy off lên chuẩn nhất phải là Taiga. Nếu mà không có boxy thì Taiga đi off thôi. Là một cuộc diện cuối và đó là xe tàu nằm xuống. Cùng với đó vị trí của Void Spirit. Máy bay cũng chết. Ủa rồi. Lại lật đạc, đua game đấu. Lạc. Hết vật ký sinh và anh ta cũng phải nằm xuống mà thôi. Máy bay, vật ký sinh và tầm bóng phình chơi hết. Cái gì cơ? Ông đánh bò với tôi á? Đánh bò với tôi này, may quá là anh ta kịp TV về. Hay đấy, xử lý tốt, bật BKB chưa TV vội. Anh ta bật lan để chết con Sera đã. Sau đó mới bấm TV. Vậy ta biết rằng nếu mà TV là Sera sẽ stun được. Đi rồi. Giết được Rubik. Và lại lật kèo ở trong trận đấu này rồi. Cái gì vậy? Lật qua lật lại mấy cái ông này. Vừa chiến thắng một combat. Và deadwood tranh lệch bây giờ là 4k. Màu phình sắp sửa hoàn thành cho mình cái BKB rồi. Thiếu một mảnh nữa thôi. Ở đây thì sao? Tôi đang nhìn thấy có một người phá mắt. Và anh ta không bị giữ lại bởi cái Ramdon. Vẫn có thể lăn đi được đến từ gấu đá. Voi sẽ biết có chi, có chat. Mà ở trong combat vừa rồi anh ta bất tỉnh thì phải. Không lật được cho mình cái chi. Đang hướng đến BKB trước rồi. Chat cho chính xác cho Centau. Mình nghĩ cho Centau để Centau khỏe hơn thì sẽ tốt hơn chứ. Void Switch sát cũng không quan trọng lắm. Đây, quả này là Void Switch anh ta bất đắc kỳ tử luôn. Nổ in well mà. Nổ in well, sau đó có Sada. Chìm. Không tỉnh được. Đập bóng khá tốt. Nhưng mà sau đó là Pango. Tự lốc mình lên để chase stun mọi người Centau, Xiên. Pango có mấy khan, tốt. Pango đánh tốt ạ. Quá lần lại anh em ạ, không hiểu kiểu gì. Đúng là cái team bát này thì có lúc nào mà họ tự nhiên lại nhồng được thì ok, còn không nhồng được là thôi. Streamer mà. Kịch vật phô mai lên đến từ Takim. Trong đó Khan đã có mạng của Grim Choke. Có né khá dẻo bằng một cái chân nhẹ. Vậy ta sẽ sủi thôi. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ Mockfin cần MKB. Khi mà máy bay đã có một cái Butterfly, phải có MKB. Đánh đối phương mà chắc là 10 phát thì chắc là trượt 5. Không biết là có cái 11 Tonic nữa không. Có thì nhiều animation lắm đấy anh em ạ. Đợi tí để cameraman quay sang mọi người máy bay xem nào. Cái góc của Ramdon là hơi tù. Và không kéo lại được cái con Pango rồi. Bảo vệ cái xe, tăng hộ tí. Ôi.
không tăng hộ cái xe, bây giờ tốc độ boost nó sẽ bị giảm đi một chút đến từ bên phía của Nobody Hunter. Nào, Razik đang canh để có một cú lăn bóng hơi khó. Lăn bóng này là phải Blink vào đúng không? Thậm chí là Boffin là còn phải có inform vào. Máy bay khỏe nha. Nếu mà Boffin không có MQB là khó lòng đánh lại. Một cú smoke đến từ Kazuya Batin. Bắt ai đây? Hiện tại có Taki sâu. Voice Rift thì có BKB. Sau item này thì có lẽ anh ta sẽ hướng đến một cái boost up travel không? Late game rồi. Cần khả năng cơ động. Chứ bây giờ mà lên một cái song kiếm phép thì là quá muộn. Và Zeke lăn bóng và đó là máy bay. Nhưng mà lần này Kain lại bật cho mình, đó là BKB lên được rồi. Và trong cái đó thì anh chàng Excalibur cũng bật BKB. Ui, đánh được lại luôn nhỉ? Ui, trừ giáp rất nhiều vào máy bay bốc hơi rồi. Cái lượng sát thương đến từ bóp này là quá lớn. Yêu cũng đang lên bảng đếm số. Đang lập rồi. Excalibur đang cho thấy cái chất tướng bóc mình nó khỏe hơn máy bay nhiều. Biến thành máy bay thì khác gì một con máy bay đâu. Thậm chí là bắn đau hơn đến từ bóp mình. Tên lửa vẫn đang đuổi. Như phía bên này thì Void Spirit đang bị sờ tàn. Anh ta có BKB. Độ thổ lên và cố gắng bắt góc nào. Archer step chói trượt. Nhưng mà góc vẫn phải đi thôi. Máy bay đã buyback ra. Đã buyback thì bây giờ phải làm gì đây? Kéo lại được một hai mạng thôi. Chắc farm thêm. Roshan chưa có thì cũng chưa thể nào mà ăn được. Có một phình này thật sự là biến thành máy bay. Sau đó biến ngược lại thành một phình bắn rất là đẹp. Ba mươi hai phút thi đấu vẫn là một game đấu chúng ta chưa thể nào mà xác định được ai sẽ là người chiến thắng. Tôi cũng biết là cái trận đấu này nó sẽ dài rồi, xác định sẵn tinh thần là tầm khoảng độ 40 phút cộng cho nó thoải mái. Don't give me hope đúng không? Bắt được Green Shock. Nhưng mà cú relocate của Yêu là hơi thừa. Thôi không sao cả. Tưởng có bắt to nên anh ta quyết định di chuyển luôn. Tầm này thì cái relocate cú đạo khá là nhanh. Nhưng máy bay mà chết thêm lần nữa là tiêu nha. Anh ta cần phải có khi đây git. Điều quan trọng là con Roshan vẫn chưa hồi sinh. Thì khi đây git ở đâu? Em đang đặt câu hỏi là sao mấy ông Valorant có thể cắt ở trên cái màn hình này nhỉ? Một cái bắn súng nhưng mà cắt ở trên màn hình 60Hz. Điên mất các bạn ạ. Mày cũng chỉ là ấy thôi, cũng chỉ là cắt thôi chứ không phải chơi nên là vẫn cố được. Thật. Bọn mình đang rất cố gắng để nhìn theo cái màn hình này các bạn ạ. Nó quá yếu. Mặc dù là màn hình Republic of Gamer, màn hình này màn hình Asus. Nhưng mà nó chỉ có 60Hz thôi. Thì như của cái kia là dán đè lên ạ. Lừa rồi. Màn này là màn HKC. Nhưng mà dán chữ ROG vào để phá ke. Tôi nhớ là làm gì có màn Asus nào Republic of Gamer lại có 60Hz. Lừa. Chắc chắn. Đã mà là màn game lại có 60Hz các bạn ạ. Cái này dán chắc. Tôi sẽ có bóc được ra. Ui, đúng là dán thì cả cây dã man rồi. Sờ bên ngay à? Giờ vào thấy cục nổi lên. Oh my god. Cũng là AOG. Nhưng mà là AOG Fake. Chịu. Màn hình lừa anh em ạ. Cày thật. Lúc đầu thì tôi cứ bán tín bán nghi. Tôi bảo là sao AOG mà lại 60Hz được nhở? Thôi mình cứ cắt thử xem cái màu nó như nào. Màu thì đuôi 60Hz thì vẫn là 60Hz. Thì đã hết cả mắt. Rồi cũng tàn đồi đến từ góc nhưng không đủ đâu. Lượng sát thương đến từ bên phía team bác là quá thiếu. Một trận máy bay đang lùi lại được yêu chết rồi. Máy bay đang phải tự lực cánh sinh mà thôi. Bây giờ thì Excalibur biến được một con máy bay nhưng anh ta không dám tràn vào khi mà BKB không có. Quyết định là dừng lại. Thật ra khi mà có lăn bóng bắn go thì Disable bên phía ở team
Tìm bát thì cũng rất là khó chịu. Anh ơi, anh có thể sờ tay vào và bóc cho em cái ao gì ra được không? Kệ nó đi. Không, nó lừa. Quan trọng gì đâu. Nào, hay là tôi cầm cái màn này tôi mang đi bán nhỉ? Con đô san thì sẽ là quyết định trận đấu này đấy. Con đô san này, con đô san thứ 3 rồi, rất trên, là quan trọng. Trên nó có chữ Republic of Gamer mà anh em, bán chắc được giá. Không ai biết đâu, chỉ có tôi biết thôi. Vâng, ăn trộm đô san quá. Ủa, nhanh đến từ cái gì đấy? Tôi còn chưa kịp nhìn. Quá nhanh với Lucky Shot cũng như là trách của Zerda. Chưa kể là cái lượng tăng đam tay cực kỳ lớn đến từ Morphing. Và bây giờ họ đang là người có lợi thế để lật lại cái trận đấu này rồi. Một cái chi, một cái gậy xanh. Gậy xanh thì chắc là đưa cho Serada. Serada được. Châu. Hoặc là Bango thì không rồi. Bango nếu mà lấy Talon 15 bên trái, tăng thời gian lăn của bóng thì thôi. Làm gì mà phải update driver anh em, khi mà cái chữ Republic of Gamer là dán lên mà. Thế mình vừa sờ xong các bạn ạ. Xung quanh đó có một lớp bóng thể bóc ra được. Cày. Uplet driver cái gì? Nào lăn. Full Stampede. Xem tàu vẫn về được nhà nhưng mà ui, trên stun kinh quá, bay tắc không về được rồi. 65 giây lên vàng, bạn tìm được tràn lên và bắt được vị trí của Rubik. Bật BKB luôn, rất cục xúc và đó là Rubik chết kèm theo chẳng. Thiếu một chút thôi nhưng không sao cả. Hai mạng động xuống quá nhanh. Và trận đấu này có vẻ như là Surgeon họ đang lên ngôi rồi. 24-20. Hỏng rồi. Rất hỏng là đằng khác. Hớt là khả năng cao sẽ thất bại trong trận đấu này. Một con Morphing thì có thể chơi căng kèo với cả máy bay ở dạng late game thoải mái luôn, chẳng sợ gì cả. Bây giờ máy bay thậm chí còn không có TP thì anh ta sẽ quay trở về nhà để đép kiểu gì. IO sẽ relocate cái con máy bay về để đép á? Cũng được đấy. Sau đó thì IO sẽ quay lại một mình. Bóng Vinh không có buyback. Solara cũng vậy. Thì họ biết rằng đối phương chả có gì cả. Phải relocate máy bay về đép thôi. Máy bay chưa có TP, không relocate về thì thì là bỏ lane à? Họ đang định đẩy mid à? Hay đẩy bot? Vâng, mất một lane rồi. Cố gắng combo nhưng Excalibur chả quan tâm. Mật Manta ra put rất nhanh. 9k net chain dành cho team Sergimer. Họ quyết định đi về nhà khi mà nhìn đến vị trí của Can. Đâu rồi? Can vừa đi qua mắt của đối phương. Và Serada đang trườn bò để tìm kiếm. Di chuyển ở trên sông sẽ là ý kiến hay hơn nhưng Morphing đã bị dồn đam vào. Morphing mất một mạng. Nào, anh ta có BKB và có thể chơi được trong tiếng này. Trong đó thì Kestampi được bật lên vai ta. Thôi bật BKB kìa. Hơi vội đến với Excalibur. Sủi rồi, BKB lỗi là về. Nhưng không về được. Mất ngay một người. Và bây giờ với cái thế này thì bên phía ở Nova Theater họ lại là người tràn lên thôi. Biết Morphing không có BKB. Lâu đấy, cái BKB cooldown lâu hơn rồi. Mà gấu đá vừa có cho mình BKB ra. Anh ta có thể là người tăng trước lên. Lại hòa lên à? Ủa, mấy ông này đánh tăng kèo nhờ. Tại vì Morphing không có BKB điểm thì là anh ta sẽ không dám vào đâu. Thế mấy ông này đánh kiểu cân đấy. Ôi, sọc xiên xong nhưng mà lòng tớt giải luôn. Chán. Hai team này đánh cân đét luôn này. Nào, cam tại ở... sao lại quay mấy con creep ở đây? Cái cam đấy thì mất, cái len đấy mất rack tôi bỏ đi, cần gì quay làm gì mất thời gian. Rồi, có một rack ở mid. Mình đầu VH có về được hay không thì tôi không biết. Nào, cú stun chất lất. Góc định làm gì, phải up, phải sủi thôi. Morphing không muốn vào. Anh ta chưa có cho mình BKB. Bây giờ mà vào xong bị silent là chết luôn. Một pha xử lý lỗi của Excalibur thôi. Ngay lập tức team của Excalibur phải trả giá bằng một rack. Nhưng mà đối phương đi nhắm đến cái rack thứ hai ư. Sâu bài đôi và họ muốn đánh rồi. Nào, Morphing waveform lên nhưng mà chưa kịp biết máy bay. Sao nhỉ? Đấm tay thôi cũng đủ chăng. Và Can có thể đâm xuống trong tiếng này nha. Can đã bị đấm, đang bị đá, đang bị cắn xé. Và Can bắn gần đấy nhưng là không đủ. Còn máy bay lên bảng tiếp theo sẽ bị chữ của Taki mà thôi. Taki cũng chết rồi. Sen tàu Berlin đi kịp nhưng còn bị chữ của Rubik. Vâng, hai thành viên sủi khá nhanh đến từ đầu VH. Cường là không được thì lúc đấy thì IO không tether vào để hỗ trợ cho máy bay. Và Cường skill là thua. Bây giờ bên phía của T-Bat họ sẽ đẩy lên.
Sẽ buyback back. Chắc chắn là sẽ buyback back ở đây rồi. Ui, em nhìn thấy có một cái rune double dam. Cái rune này còn một phút nữa cơ. Hỏng, mong phương ăn được thì là thôi. Lần tiếp theo máy bay sẽ không cương nổi đâu. Nào, bóc phi nhìn thấy nhưng anh ta lại không có bottle, khá đáng tiếc. Có bottle thì tuyệt vời rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta được thấy con móc phinh của HTZ và bây giờ là móc phinh của Excalibur đều là những người đi mid. Quyết định chém xuống trước border. Taki buyback hơi vội vàng, có lẽ anh ta muốn chơi đòn tâm lý đẩy cho đối phương đi về, nhưng mà Excalibur chả quan tâm. Lượng máu rất lớn, 2000 máu như này thì chết kiểu gì. Và không có cái gì để giải cái double dam cả. Trông móc phình kìa, đấm vài phát vỡ cho mình. Đó là những cái barack mà thôi. Nào, ồ, chưa đổi máu. Có thể phải nằm xuống đây. Excalibur. Ôi ôi, non. Excalibur đánh chết quá à. Non. Và giờ thì họ phải lùi mà thôi. Và anh ta chết không của barack nha. 90 giây nữa. Nó là quá nhiều để cho thành viên bên phía ở No Bounty làm được một điều gì đó. Ít nhất là họ sẽ đẩy lên và lấy cho mình crack ở trên top. Đúng. Một trận đấu đang quá cân về cái mặt chuyên môn khi cả hai team thì đều non. Đều bốn cài. Không, đánh này thì trận này anh nghĩ là nếu mà rank thì cũng phải là tầm rank 8k rồi. Nhìn đánh này thì không thể 4k được. Không, ý em là đi hôm trước ấy. À. Chúng ta Đức Nguyễn. Non thế, chết quả lởm thật. Tài năng trẻ không hiểu kiểu gì. Đã, có buyback rồi anh ạ. Có buyback rồi. Đủ tiền vài bác rồi thì đỡ. Pha này nó ăn quá. Xong đổi máu sang nhở. Anh nghĩ là gấu đá cũng chậm. Nếu mà là một người chơi gấu đá tốt thì đã lăn vào và sút con mau phênh đi rồi. Đúng. Đấy nhìn được... phải lăn vào chứ. Đấy nhìn thấy cái tơn bị kéo lại là lăn rồi. Đấy cái tơn này. Cái nhịp trồ này rất là chậm. Vâng, xem kỹ là anh ta đã đá slow. Thành ra là không còn đá để mà lăn vào cứu nữa. Và ta ông ấy đá slow rồi. Ở đây đang bay được tham. May quá, con gà chết, máy bay chết nhưng mà chưa bút được. Con gà của máy bay chết. Không phải tiếc, quả đấy là bất tỉnh luôn rồi. Bị Ramnon, sau đó bị xe tao stun. Thề cái ông quay cam thi thoảng cứ lắc lắc cái cam, không hiểu để làm gì đó. Bực dã man. Đã phải cắt một trận đấu dài lại còn gặp một quả quay cam dở hơi. Thật. Quay cam này nếu mà chung công ty là hết game tôi ra tôi chửi luôn. Chẳng thế. Nhìn thế thôi bọn tôi yêu cầu cao lắm anh em ạ. Quay cam mà ngu như này thì bọn tôi chỉ chết. Quay cam nhưng mà cũng phải biết chơi điện tử chứ. Vào 500 thì anh em phải biết hai thứ. Thứ nhất là chuyên môn tốt. Thứ hai là không cần tiền. Em tưởng đi vai à không, nhưng anh ta khóa vào, anh ta chưa ghép thành cả đi vai, cũng thông minh. Chứ quả đấy mà ghép thành đi vai thì sờ đa bớ luôn. Em tưởng là yêu cầu thứ hai là biết đánh poker. Không cần tiền, đi làm cho vui. Nhưng mà biết đánh poker thì cũng là một lợi thế nhá. Ngày xưa thì là biết ăn thịt chó là một lợi thế, bây giờ chuyển thành biết đánh poker rồi. Tết vừa rồi là anh em bị đưa vào đời hết rồi. Đưa vào đời. Sao lại Tết hả anh? Tết là gì nào? Đấy thì tới Tết mà, chơi poker từ đợt Tết mà. À đúng rồi, hôm đến nhà sếp đánh poker đúng không? Thật bắt đầu từ đợt Tết là anh em bắt đầu nghiện gặp. Hôm đấy anh Hiếu không đi đến nhà sếp nhỉ? Không, anh về quê hay sao ấy? Hôm đến nhà sếp vui dã man. Đánh poker. Chơi ô. Ủa nhà sếp đúng là nhà của người giàu anh ạ. Sếp anh thấy phiệt. Mình vào mình hít một hơi rồi thấy kiểu khỏe lên bao nhiêu. Nhà sếp ở đâu nhỉ? Cái gì nhỉ? Garden cái gì anh ạ? Green Garden à? Em không nhớ lắm. Garden gì ấy? Sếp tôi thì là mua hai căn chung cư, hai gọi là chồng lên nhau đấy, xong rồi đập thông để thành nhà hai tầng. Tức là trong chung cư nhưng mà các bạn sẽ có nhà hai tầng. Đấy tôi hiểu như thế là. Nghe thấy là bồ rồi. Nghe đúng kiểu chưa anh thế Việt ạ. Bình thường người ta mua chung cư người ta ở luôn, đây mua hai căn để cải tạo lại. Mua hai căn nhưng đập đi hết xây lại mà. Sếp mà. Chúa anh em ạ. Tôi nói với anh em, với sếp tôi game nào phải nạp tiền thì mới chơi. Game nào mà nạp dưới 200 triệu mà đã top 1 thì không chơi. Thật, game nào phải nạp cảm giác dễ quá. Nạp tầm nửa tỷ.
Game nạp càng nhiều thì lại càng thích nhá. Thông tầng, đúng rồi, thông tầng anh em ạ. Tôi chịu nào có biết đâu. Mấy cái thứ như thế. Nào, combo được vào và Rubik đi luôn. Phải bắn ra đến bên cái Hustla, rồi trong đó Rajik sẽ trả cho máy bay thôi. Nhưng mà giờ đi xe tàu về kiểu gì đây? Cái con sờ đài nó đập quá nhanh. Anh máy bay có vẫn thể đang đập chờ đi vai. Nào, bảo kiếm. Đó, chuẩn bị được trao cho anh Hùng rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bảo kiếm tặng anh Hùng. Divine Rapier. Và giờ các viên đến từ NBH sẽ Odin mà thôi. Thanh kiếm này có thể tạo sự khác biệt. Nhưng đối phương có khi đầy ghi. Và đây là con Roshan số 4. Anh chỉ thấy cái con sờ đà nó đập quá nhanh thôi. Nào, chúng ta cùng chờ xem bảo kiếm của anh chàng máy bay có thể làm gì được không. Vâng, một con sờ đà bây giờ nó mà tiếp cận được ai thì nó sẽ đấm người đấy bất tỉnh. Có gì mà đánh nhanh thế nhỉ? Chắc là Midas sang kiếm thôi mà. Không, anh không thấy chắc ở trên. Hay đường là một cái level. Có thể, ừ, anh chưa nhìn level cộng thêm tốc đánh. Chưa nhìn kỹ cái đồ rừng. Voice Spirit thì quyết định lên một cái giáp băng khi mà thấy rằng đối phương nhiều đam tay quá. Vừa giảm tốc đánh đối phương, vừa giảm tốc độ hồi máu của móc phinh. Được. Ui, Sarada còn hoàn thành giáp xương rồi các bạn ạ. Bây giờ đấm là siêu nhanh này. Vâng, Hurtla thì đã phải lên cho mình cái ông đít thôi. Ờ, leveler. Thì có leveler bảo sao đấm kinh thế. Cứ bùm 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 rồi. 25 một con sờ đa thì khả năng cao là lấy trách không giải được. Trách vào máy bay. Kể bật BKB thì sờ đa vẫn dí vào đấm đến chết. Hôm đấy đến nhà sếp cảm giác thích dã man các bạn. Đồ thì toàn đồ ngon. Toàn đồ tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Đúng là mình kiểu nhà nghèo. Sếp tôi ngày xưa đam mê Dota lắm, cũng đánh giải các kiểu. Xong cuối cùng phát hiện ra đánh giải không ăn được chúng nó. Thế là chuyển sang mở quán net để cho chúng nó chơi điện tử. Lấy tiền đè người. Sếp tôi cũng đam mê Dota, ngày xưa cũng đánh giải các thứ. Bị giã thì thôi, quyết định là đi mở quán net. Một quyết định hợp quá lý. Hợp lý. Chứ mà đánh giải là vớ vẩn lại giống tôi, bây giờ làm thằng cutter có gì đâu. Đi mở quán net phát dầu luôn. Thế tội bờ đồ cũng uy tín đấy. Mới đầu mở quán net xong rồi cũng đi học thêm quản trị kinh doanh các thứ các kiểu. Cũng là update bản thân, không chỉ dừng lại. Yes, 25k net chơi. Nhưng mà các thành viên Sushiber của bad team họ vẫn chưa đủ tự tin chăng? Họ đang chờ đợi cái gì? Máy bay còn cẩn thận cho con gà sang nhà địch. Odin đồ à? Odin đồ rồi các bạn ạ. Anh ta bỏ tiền giá mua thêm một cái Demon Egg. Ghép thành Dylan. Ok. Đúng rồi. Có Divine phải có nhảy đam. Thì mới gọi là phát huy hết được sức mạnh của cái Divine này. Nào, các thành viên của bad team thì vẫn cẩn thận. Biết rằng đối phương có Divine. Điên mất. Tự nhiên dài thế. Odin à? Ui. Đúng không rồi. Có chân diện nhỉ? Muốn cấp bách thì vì phải Odin thôi. Không sao, tí lợi yêu. Ở đây, ở đây, ở có chân diện rồi, có chân diện rồi. Có chân diện đấy, phải chân diện vào, bỏ dây phải có chân diện anh em. Tầm này cầm cái Paladin Sword có tác dụng gì đâu. Hút máu thì cũng được nhưng mà chân diện quan trọng hơn. Đúng. Bởi vì cơ động. Không có chân diện thì sợ là bị cai. Không với tới mà bắn. Bây giờ các bạn bật BKB nhưng các bạn chạy chậm thì làm gì đâu. Phải có chân diện. Nó thay thế cho một đôi giày. Tí nữa phút 60 đi, đầu tiên năm thì làm cái dây fast start. Thôi anh ơi, game này end sớm rồi. Sớm cái gì, 50 phút rồi, thêm 10 phút thì cũng thế. Làm gì 10 phút đâu. Nào, biến được máy bay ừ. Cái gì? Cái gì? Ông là máy bay pha ke ông ạ. Một phình chết rồi, trong đó Sarada đang cuồng đấm vào người máy bay. Không tỉnh được, bắt liên tiếp. Wow, máy bay có thể làm xuống ở đây. Máy bay cố gắng nhưng mà không tỉnh được rồi. Bật bật nha. Bật. Không được. Máy bay rơi bảo kiếm rồi. Thôi gì 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 gì. Ai là người nhặt đây? Morphing đã có rồi. Thôi xong. Bắt đến chết các bạn ạ. Sarada anh ta dí vào. Giờ đến đây bay ra đến bắt team đúng rồi. Họ đang bay back để cố gắng quay trở lại. Nhưng mà những cú Timmy nó khá xa và Morphing cần phải chờ.
đẩy được hai người ra và giờ đây anh ta sẽ quay ra mọi người sẽ tao mà thôi. Waveform có một mạng sẽ tao rồi. Brazil cố gắng bay lên tam, máy bay không hề có bài bách và tôi nghĩ là cậu chiến thắng dành cho bên phía bát team là cực kỳ lớn. Nào giờ bắt ai đây? Sara ư? Ok, con Sara này chưa có BKB và có thể chơi được nhưng Sara có bát mà. Tại sao lại dí vào đến Taki nhỉ? Taki lên bảng, có bài bách nhưng yêu thì chết rồi. Chỉ còn duy nhất hai thành viên đến bên phía team Nomad mà thôi. Đừng khinh thường Streamer. Vâng, Sara đánh cho con máy bay bất tỉnh nhất sự luôn. May là anh ta vẫn có một nhịp để có thể bật BKB cũng như là Satanic nhưng từng đấy là không đủ. Và chiến thắng dành cho bên phía của Bad Team rồi. Bảo kiếm tặng anh hùng Excalibur. Anh ta đã có bảo kiếm và Excalibur cũng là một thanh kiếm luôn. Đúng. Hình như là một thanh kiếm của hội hiệp sĩ bàn tròn thì phải, nếu em nhớ không nhầm. Xong rồi, với cái đà vai này thì Morphing sẽ bắn tất cả. Nhưng anh ta đang muốn phá nhà. Tập trung nhà đi bạn ơi. Vâng, vẫn đang muốn chơi, đang đập bất tỉnh con voi này. Cái gì? Cho đập thêm, cho đập thêm với. Đúng rồi. Và GG được côn. Chiến thắng là những anh chàng Streamer của chúng ta. Streamer thắng. Và...